Chiến dịch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 đã khiến Westmoreland bị cách chức. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara từ chức. Tổng thống Mỹ Johnson phải tuyên bố 3 điểm. Đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Phải đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Paris, Pháp. Không ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Đầu năm 1969, Mỹ buộc phải chấp nhận hội nghị 4 bên, bao gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 18 tháng 1, 1969, tại phòng họp của Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris về Việt Nam được tổ chức để bàn việc chuẩn bị cho phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Bà Nguyễn Thị Bình, khi đó làm phó đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhớ về thời điểm khởi đầu cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao kéo dài và quyết liệt nhất trong lịch sử đàm phán. Cuộc đàm phán bốn bên mà có sự có mặt của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam là một thắng lợi chính trị lớn của chúng ta. Vì như vậy là nó cũng vô hình dung, nó bác bỏ cái chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam, và đồng thời nó nói lên ở miền Nam có một cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Cả hai bên đã phải mất một cái thời gian rất lâu để có thể đi được thống nhất, tức là cái tên gọi của hội nghị người ta gọi là hai bên hay là bốn bên. Đấy. Bởi vì nếu như mà hai bên thì chỉ có nghĩa là chỉ có Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn nếu bốn bên thì phải chấp nhận, tức là mỗi một bên đều có thêm một cái lực lượng nữa, tức là phía Mỹ thì sẽ có Việt Nam Cộng Hòa và phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì có thêm chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam. Việc Mỹ phải chấp nhận một cái thành phần như vậy của cái hội nghị Paris cũng là một cái quá trình rất là dài. Hai ngày sau, ngày 20 tháng 1, 1969, tại Mỹ, Richard Nixon bắt đầu nhậm chức Tổng thống đời thứ 37 của nước Mỹ. Sau thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ, nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng về tinh thần, chia rẽ về chính trị, ngân sách thâm hụt lớn. Lên cầm quyền trong tình hình bất lợi về nhiều mặt, vì thế Tổng thống Nixon cần có những đối sách mới nhằm xoa dịu phong trào phản chiến của người Mỹ. Nixon thì đang là một người mới và ông đề xướng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh để thay cho cái chiến lược phi Mỹ hóa của ông Johnson, tưởng như có thể cứu vớt được cái tình thế đi xuống rất là nặng nề của Mỹ ở chiến trường miền Nam. Ngày 25 tháng 1, 1969, Hội nghị Paris khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Paris. Trưởng đoàn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Trần Bửu Kiếm đã đưa ra lập trường 5 điểm giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam. Trong cái bước đầu, chúng ta cũng nêu ra là cái giải pháp toàn bộ cho vấn đề miền Nam Việt Nam như là thế nào. Là căn bản là Mỹ phải rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, và chính quyền Sài Gòn không phải là đại diện của nhân dân thì phải bị xóa bỏ. Sau hơn 3 tháng kể từ phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Hội nghị 4 bên về Việt Nam, ngày 8 tháng 5, 1969, Phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tạo bước đột phá mới khi đưa ra giải pháp hòa bình 10 điểm. Trong đó, yêu cầu Mỹ phải rút quân và thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 14 tháng 5, phía Mỹ đưa ra kế hoạch 8 điểm. Do lập trường đưa ra quá khác biệt nên nhiều lúc Hội nghị Paris rơi vào bế tắc.
về phía Mỹ thì họ luôn luôn họ bám lấy hai cái nội dung, tức là nếu quân Mỹ rút thì quân miền Bắc cũng phải rút ra khỏi miền Nam, và thứ hai là muốn duy trì cái chính quyền Sài Gòn. Đó là hai cái nội dung mà trong suốt quá trình thảo luận và hai bên cứ đấu tranh giằng co. Tại miền Nam Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1969, Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam Việt Nam họp bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn Chính phủ. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, ngay lập tức được 23 quốc gia công nhận và 21 quốc gia đặt quan hệ ngoại giao. Phái đoàn của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình làm trưởng đoàn thay ông Trần Bửu Kiếm khi có mặt ở Paris đã giành được tình cảm yêu quý và trân trọng đặc biệt của nhân dân đấu tranh cho hòa bình. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Cái đó cũng là một sự kiện rất là quan trọng. Một là nó nói lên cái thế mạnh của cái cuộc cách mạng ở miền Nam. Thứ hai nữa là nó phải nói là về mặt pháp lý thì như vậy là chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện để tham dự cuộc đàm phán với Mỹ, ngang hàng với Mỹ. Cuộc đàm phán với Mỹ, ngang hàng với Mỹ. Năm 1970, Hội nghị Paris gần như rơi vào bế tắc. Ngày 26 tháng 1 năm 1970, Phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam chấp nhận ngừng bắn với điều kiện Mỹ phải rút quân, thành lập chính phủ liên hiệp tại miền Nam để tổng tuyển cử thống nhất với miền Bắc. Từ ngày 21 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và trưởng đoàn Ngoại giao Việt Nam Lê Đức Thọ đã có nhiều cuộc hội đàm bí mật nhưng cũng không mang lại kết quả. Nhằm giành lợi thế trên bàn đàm phán, trên mặt trận quân sự, các bên vẫn tiếp tục giao tranh. Tại chiến trường miền Nam, quân giải phóng liên tục tấn công vào các căn cứ của địch. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tiến hành oanh tạc miền Bắc. Sự kiện này khiến nội bộ Hoa Kỳ càng thêm phức tạp. Các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam nổ ra nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Nhằm xoa dịu dân chúng, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố: 5 năm qua, đã có nhiều người Mỹ gửi đến Việt Nam. Giờ đã đến lúc chúng ta đưa họ về quê nhà. Ông ấy theo đuổi một cái chính sách có thể nói gọi là hai mặt. Một mặt thì gọi là Việt Nam hóa chiến tranh để cho Việt Nam có thể tự mà đứng vững được, để mà Hoa Kỳ có thể rút dần quân về. Nhưng mà đồng thời một mặt khác, ông ấy cũng lại tìm cách đẩy mạnh cái cuộc điều đình ở Ba Lê, xem ra có thể có được một cái giải pháp nào để mà ra khỏi trận chiến tranh không. Cùng với những thắng lợi trên mặt trận quân sự, trên bàn đàm phán ngoại giao tại Paris, phái đoàn của ta vẫn giữ vững lập trường kiên quyết bảo vệ quan điểm yêu cầu Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam ngay trong năm 1971. Dù thất thế trên nhiều mặt trận, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục diễn kịch trước dân chúng. Tôi có thể công bố nỗ lực Việt Nam hóa chiến tranh đã thành công nhờ sự lớn mạnh của Nam Việt Nam, nhờ chiến dịch Campuchia thành công và thành tích của quân Nam Việt Nam trong chiến dịch ở Lào. Tôi tuyên bố tăng tốc độ rút quân Mỹ. Nay ta có thể rời Việt Nam, để lại cho dân tộc can trường này một hy vọng được tự do thật sự. Nay ta có thể chứng tỏ cho bạn bè quốc tế rằng tinh thần trách nhiệm vẫn hy vọng hòa bình lớn và duy nhất trên thế giới. Sau khi mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, rồi bị thất bại nặng nề, trước áp lực của chính phủ cùng nhân dân Mỹ, đầu năm 1972,
Lầu Năm Góc buộc phải rút khoảng 40 vạn quân khỏi miền Nam Việt Nam, chỉ để lại không quân và hải quân yểm trợ cho quân đội Sài Gòn. Trên chính trường quốc tế, sau nhiều động thái mang tính chất ngoại giao bóng bàn, ngày 21 tháng 2, 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon sang thăm Trung Quốc. Ngày 27 tháng 2, hai bên đã ký thông cáo chung Thượng Hải. Trong đó, có những nội dung liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra tại Việt Nam. Trung Quốc bày tỏ quan điểm ủng hộ ba nước Đông Dương với mục tiêu các nước đang theo đuổi, ủng hộ đề nghị 7 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ chấp thuận rút dần lực lượng quân sự khỏi khu vực. Theo thông cáo chung Thượng Hải, Hoa Kỳ công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc cam kết đi đến bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, đồng thời tuyên bố trong hai quốc gia không nước nào tìm kiếm quyền bá chủ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mỗi nước chống lại các nỗ lực của bất kỳ nước nào khác hoặc nhóm các nước thiết lập quyền bá chủ. Từ thời gian này, kể từ sau thông cáo chung Thượng Hải đến những năm tiếp theo, Trung Quốc đã giảm dần viện trợ cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1972, Hoa Kỳ đã nhìn thấy khả năng cải thiện tình hình, kiềm chế miền Bắc Việt Nam bằng mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Thời điểm đó, Hoa Kỳ tuyệt vọng, muốn ra khỏi chiến tranh Việt Nam và không có nhiều niềm tin vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Một tháng sau khi thăm Trung Quốc, ngày 22 tháng 3, 1972, Tổng thống Nixon đơn phương tuyên bố dừng các phiên họp công khai tại Hội nghị Paris vô thời hạn. Động thái này càng khiến Hội nghị Paris không có bước tiến nào trong nhiều năm, giờ càng bế tắc. Năm 1972, bên lề Hội nghị Paris, trả lời các hãng truyền thông quốc tế, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam, đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hội nghị bị đình trệ. Ông ta tuyên bố sẵn sàng rút ngắn và kết thúc chiến tranh, nhưng thực tế không phải như vậy. Ông ta đang tiếp tục cuộc chiến dưới những hình thức khác mà ông ta gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Cho phép tôi nói thêm, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu đẩy hội nghị Paris vào ngõ cụt. Sau nhiều biến động trên chiến trường Việt Nam, Mỹ đã đồng ý trở lại bàn đàm phán Paris. Những cuộc gặp giữa cố vấn Lê Đức Thọ với Kissinger cũng dần đi vào thực tế và hai bên đã tạo ra được bản dự thảo hiệp định. Mỹ chấp nhận ngừng bắn, rút quân. Quân giải phóng vẫn ở lại cho đến khi tổ chức tổng tuyển cử ở miền Nam. Người Mỹ đã hành xử sai đối với Việt Nam. Họ không thực hiện chiến tranh thay người Việt, nhưng lại tự mình đàm phán hòa bình. Nhằm xoa dịu tình hình, Mỹ đã ồ ạt tiếp tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Trước sự kiện đó, một viên tướng Hoa Kỳ đã bình luận: ta mà viện trợ quân sự cỡ này cho miền Bắc Việt Nam, thì họ có thể đánh nhau với ta đến hết thế kỷ. Mỹ cũng viện dẫn lý do khó khăn về chính quyền Sài Gòn, đòi sửa đổi nhiều điều khoản trong hiệp định. Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiên quyết không đồng ý. Trước việc phía Hoa Kỳ dây dưa, không chịu ký kết hiệp định như đã thỏa thuận, ngày 26 tháng 10, 1972, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra tuyên bố, vạch trần và lên án thái độ lật lọng của Mỹ. Bất chấp dư luận quốc tế và tòa án lương tri, sau khi tái đắc cử, Tổng thống Nixon bí mật lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 xuống các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam để ép ta chấp nhận ký kết hiệp định theo điều kiện của Hoa Kỳ. Khi Bắc Việt Nam từ chối đàm phán và tập trung quân lực để tiến công chiến lược, thì chúng ta phải đối mặt với tình hình mới. Trong trường hợp này, mọi tổng thống đều phải hành động, đưa ra quyết định.
Chiến dịch không kích này quy mô lớn hơn rất nhiều so với thời Lyndon Johnson. Việc dùng ném bom để tạo áp lực khiến đối phương phải nhượng bộ trên bàn đàm phán xưa nay vẫn có hiệu quả. Nhưng với Bắc Việt Nam thì không, họ sẵn sàng đối mặt. Đây là Hồ Hữu Tiệp hay Hồ Chiến Thắng B52 ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Gần nửa thế kỷ trôi qua, xác của pháo đài bay bất khả xâm phạm vẫn hiện hữu nơi đây như một chứng tích sống động về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Năm 1972 là một cột mốc đau thương nhưng chói lòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dưới mưa bom bão đạn, nhân dân hai miền Nam Bắc vẫn bền gan vững chí lập nên những chiến thắng lẫy lừng. Dù Hoa Kỳ từng hùng hồn tuyên bố sẽ đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá, song với ý chí kiên cường, nhân dân Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thành đã viết nên một thời kỳ liệt oanh trong trang sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình và tiến tới ký kết Hiệp định Paris theo điều kiện của Việt Nam vào đầu năm 1973. Trước áp lực từ dư luận thế giới, phản đối chiến tranh tại Việt Nam và từ Quốc hội Mỹ, cùng với cuộc leo thang đánh phá miền Bắc năm 1972 bị thất bại nặng nề, Nixon giao nhiệm vụ cho Kissinger đến Paris đàm phán và phải đạt được một thỏa thuận ở bất cứ điều kiện nào có thể. Điều duy nhất còn trở ngại là thái độ của đồng minh Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Trong quá khứ, Tổng thống Mỹ Nixon và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là một liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau. Quyết tâm bảo vệ miền Nam Việt Nam của Tổng thống Nixon trước hết để bảo tồn di sản chính trị, lưu danh thiên cổ trong một sự kiện ngoại giao vĩ đại. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cần sự ủng hộ và hậu thuẫn của Nixon để duy trì sự tồn tại của miền Nam Việt Nam. Nhưng nay, tình thế đã đổi khác. Khi sự nghiệp chính trị bị đe dọa, Nixon quyết định lựa chọn giải pháp bỏ rơi đồng minh. Trong thư tối mật gửi cho ông Nguyễn Văn Thiệu, Nixon viết: "Tôi đã ký kết hiệp định ngày 23 tháng Giêng năm 1973. Nếu cần, tôi sẽ làm đúng như nói trên một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ giải thích công khai rằng chính phủ của ông cản trở hòa bình. Kết quả là sự chấm dứt không tránh khỏi và lập tức chấm dứt viện trợ kinh tế và nhân sự và một sự thay đổi trong chính phủ của ông. Khó mà nói trước." Nguyễn Văn Thiệu buộc phải chấp nhận ký kết hiệp định một cách miễn cưỡng để đổi lấy lời cam kết mật của Nixon rằng sẽ khôi phục lại việc cho B-52 ném bom tiếp tục miền Bắc Việt Nam để trả đũa cho bất kỳ cuộc tấn công tăng cường nào của quân giải phóng. Để đạt được mục tiêu tái cử, Nixon và Kissinger lại có những toan tính riêng. Đây là trích đoạn hội thoại của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và ông Henry Kissinger năm 1971. "Henry, tôi thấy vụ này có điểm gở lắm. Quân miền Nam Việt Nam không đủ sức đâu. Tôi lo như vậy. Thà bảo họ ngưng chiến dịch rồi ta rút khỏi Việt Nam. Đừng có chuyện gì xảy ra trước năm 1972. Phải thực tế. Phải nhớ là nếu muốn tái cử, thì ta phải dứt điểm vụ này." Để đảm bảo khả năng tái đắc cử Tổng thống của Nixon, Henry Kissinger tích cực xúc tiến các cuộc thương lượng bí mật với cố vấn Lê Đức Thọ. Bằng mọi giá, Mỹ phải đạt được một hiệp ước bằng hòa bình tại Paris trước ngày diễn ra cuộc bầu cử để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận Mỹ. Những vấn đề thực chất được đưa ra và Mỹ cuối cùng đã nhượng bộ những nguyên tắc của ta.
bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, phát biểu trong cuộc tranh luận nảy lửa với các nhà báo tên tuổi đương thời của thế giới. Một mình bà ngồi giữa các nhà báo, hầu hết đều có quan điểm tương đồng với chính quyền Mỹ. Nhưng bà Bình vẫn thể hiện được lập trường chính nghĩa của dân tộc Việt Nam bằng thái độ hết sức điềm tĩnh với lối lập luận hết sức sắc sảo. Việc ném bom có phải một minh chứng nào đó cho chính sách của Mỹ và liệu có thể hiểu đó là sự thay đổi trong thái độ của chính quyền Washington hay không? Chẳng có luật pháp nào cho phép một nước do thám hay ném bom một nước khác. Ai sẽ quyết định thành phần của chính phủ cũng như quyết định rằng một người có ủng hộ hòa bình, trung lập và độc lập hay không? Toàn bộ nhân dân miền Nam Việt Nam đều phản đối sự hiện diện của Mỹ và chế độ do Mỹ áp đặt. Họ chẳng đại diện cho bất cứ điều gì ngoài người Mỹ. Chúng tôi muốn đàm phán với những người ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Không có nước Bắc Việt Nam hay nước Nam Việt Nam. Chúng tôi là một quốc gia. Trước khi có Hiệp định Paris, đã có hàng trăm địa điểm ứng cử cho hội nghị. Cuối cùng, Paris đã được chọn là nơi tiến hành đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các bên tham gia đàm phán và ký kết Hiệp định Paris gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy làm trưởng đoàn, ông Lê Đức Thọ làm cố vấn, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, William Rogers thay mặt đoàn Hoa Kỳ, Trần Văn Lắm thay mặt đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, bà Nguyễn Thị Bình cùng đại diện các bên ký chính thức hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Paris không phải là một chiến trường phải đổ máu, nhưng đó lại là một cuộc đấu trí quyết liệt, cam go giữa những bậc thầy của ngành ngoại giao Việt Nam và Mỹ. Trí tuệ Việt Nam đã được thể hiện, khẳng định bởi chúng ta phải cùng một lúc tham gia trực diện vào cả hai cuộc đấu tranh trên chiến trường Việt Nam và trên bàn đàm phán ở Pháp. Mục đích cuối cùng là chúng ta phải giành chiến thắng, vượt qua bao khó khăn, kết hợp sự thông minh, mưu trí trên bàn đàm phán và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Chúng ta đã giành được thắng lợi. Đàm phán kéo dài 5 năm, một cuộc đàm phán là phải nói là dài nhất trong lịch sử đàm phán. Thế trong quá trình đó thì phải nói là có nhiều khó khăn. Có lúc là phải nói là cái hội nghị nó như là bế tắc, dẫm chân tại chỗ. Là vì thực chất là cái cuộc đàm phán đó nó phản ánh cái tương quan lực lượng ở trên chiến trường. Chúng tôi vui nhất là ngày 9 tháng Giêng năm 1973 là ngày mà hai bên thỏa thuận mọi điều khoản, những điều khoản cơ bản. Ngày 8 tôi nói lúc nãy rồi, 2018 là ngày 8 đó, ông Thọ dành để lên án Mỹ thôi, không nói câu gì cả, không trả lời, không đây. Nhưng đến hôm sau thì giải quyết hết mọi vấn đề cơ bản. Cơ bản là kết thúc hôm 9 tháng Giêng năm 1973, là ngày đó là ngày coi như ấy, chúng tôi tất cả mọi người về đều là ôm nhau để vui vẻ coi như kết thúc. Hai ngày sau, đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Nguyễn Duy Trinh và đồng chí Xuân Thủy về đến Hà Nội trong niềm vui khôn tả của nhân dân cả nước. Mấy ngày sau, Henry Kissinger đến Hà Nội, đồng chí Lê Đức Thọ đã đưa Kissinger tới thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Tại đây, đồng chí Lê Đức Thọ đã dẫn Kissinger đến trước bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Khi nghe dịch đại ý bài thơ, Kissinger đã bình luận: đây chính là điều một của Hiệp định Paris. Chính cái nội dung ký kết Hiệp định Paris thì nó có những cái vấn đề cơ bản ấy, là Mỹ phải rút quân, đưa tất cả các lực lượng nước ngoài theo Mỹ đi, phá bỏ tất cả những cái căn cứ quân sự, tiến hành trao trả tù binh và dân sự bị bắt của hai bên. Theo thỏa thuận của Hiệp định thì các bên phải thành lập cái ban liều quân sự để giám sát, để thúc đẩy cùng với nhau thi hành hiệp định. Đúng như lời cam kết mật với phía Mỹ,
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu kêu gọi phía Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục những hành động cụ thể để tấn công những vị trí đặc biệt quan trọng ngay sau Hiệp định Paris ký kết. Các tài liệu được giải mật sau này cho thấy, thực tế phía Việt Nam Cộng Hòa đã triển khai những kế hoạch chi tiết trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực nhằm chiếm đất, kiểm soát dân. Ngày 23 tháng 1 năm 1973, 4 ngày trước khi ký kết chính thức, chính quyền Sài Gòn bắt đầu thực hiện những kế hoạch cụ thể nhằm phá hoại Hiệp định Paris. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành công điện hỏa tốc gửi Thủ tướng, các đô, tỉnh, thị trưởng, Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh các quân đoàn, quân khu. Ra lệnh treo cờ trên toàn quốc nhằm mục đích tràn ngập lãnh thổ bằng cờ quốc gia để xác nhận phần đất và phần dân. Tiếp đó, khi đã có bản dự thảo Hiệp định Paris trong tay, Ủy ban Liên Bộ của chính quyền Sài Gòn tiến hành phân tích từng câu chữ nhằm tìm kiếm kẽ hở để lách luật. Tôi đã ra lệnh cho anh em phải củng cố hàng ngũ, dân quân phải chặt chẽ, từ cái biện pháp quân sự lẫn cái biện pháp an ninh, lẫn cái biện pháp bình định lãnh thổ, dẫn cái vấn đề làm cho ổn cố hậu phương, cờ xí biểu ngữ. Cửa Việt là một quân cảng chiến lược trên địa phận huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là một đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với cả hai bên. Từ sau chiến cục năm 1972, cảng Cửa Việt nằm dưới sự kiểm soát của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Thực hiện mục tiêu tái chiếm vị trí trọng yếu này, sau khi Hiệp định Paris ký kết, phía Việt Nam Cộng Hòa đã phá hiệp định bằng trận đánh tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Từ ở phía trong Huế đi ra nước ngoài này ấy, thì đứng về cảng mà nói thì là có mỗi cái cảng Cửa Việt thôi. Chiếm được cảng Cửa Việt thì coi như là cái mạch máu giao thông đường thủy ấy, là nó chiếm được. Đấy. Cho nên là nó quyết ý là nó chiếm cái cảng Cửa Việt. Tháng 1 năm 1973, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch Tango City nhằm đánh chiếm Cửa Việt trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Ý đồ của Việt Nam Cộng Hòa là cắt đứt sự chi viện bằng đường biển từ hậu phương ra tiền tuyến cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trận đánh kéo dài một tuần, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục chiếm giữ cảng Cửa Việt, buộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải rút lui sau khi chiếm được cảng trong thời gian ngắn. Xét về mặt lực lượng mà nói thì là một tiểu đoàn của mình ấy là lực lượng nó tương đối mỏng. Cho nên là trên mới điều thêm cái trung đoàn 24 sư đoàn 34 kèm theo là một đại đội xe tăng BT-76 với lại pháo của mặt trận chi viện nữa, giữ cho được cái cảng Cửa Việt. Đấy, bằng bất cứ giá nào. Ngày 3 tháng 4 năm 1973, tại San Clemente, thuộc bang California, Mỹ, diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Nixon và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Hai bên đã ra thông cáo chung, trong đó phía Mỹ tái khẳng định cam kết sẽ tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn và Mỹ sẽ trả đũa không thương tiếc mọi vi phạm lệnh ngừng bắn. Nhưng trên thực tế, thay vì phá hủy các căn cứ quân sự, phía Mỹ đã chuyển giao toàn bộ những cơ sở này cho chính quyền và quân đội Sài Gòn. Từ cuối năm 1972 đến đầu năm 1973, phía Mỹ đã khẩn trương chuyển gấp cho quân đội Sài Gòn tổng cộng 700 máy bay các loại, 500 khẩu pháo, 400 xe tăng, xe bọc thép, bổ sung dự trữ vật tư chiến tranh là 2 triệu tấn và những viện trợ khác trị giá lên tới 2.670 triệu đô la. Trong năm 1973, Mỹ đưa thêm vào miền Nam 90 máy bay, 100 khẩu pháo và một khối lượng lớn các loại phương tiện chiến tranh. Bộ Chỉ huy và Viện trợ Quân sự Mỹ ở Việt Nam được đổi thành Cơ quan Tùy viên Quân sự Mỹ ở Việt Nam. Các cố vấn quân sự Mỹ chuyển sang khoác áo dân sự dưới sự chỉ huy của Đại sứ quán Mỹ. Tổ chức và nhân viên tình báo CIA tại miền Nam Việt Nam cũng chuyển sang hoạt động dưới danh nghĩa của Tổ chức Viện trợ và Phát triển. Được Mỹ tăng viện và khuyến khích, chính quyền, quân đội Sài Gòn ngay từ đầu đã ngang nhiên vi phạm các điều khoản của Hiệp định. Theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn, năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa đã mở 11.365 cuộc hành quân, lấn chiếm quy mô từ cấp trung đội trở lên. Tiến hành 49.676 cuộc hành quân cảnh sát trên khắp miền Nam, lấn chiếm được nhiều vùng giải phóng, kiểm soát được 11.430 ấp.
trong đó có 5.008 ấp loại A với số dân là 19.049.000 người. Trương Thiện với vị thế đặc biệt quan trọng đã được chọn làm trọng điểm của kế hoạch bình định cấp tốc. Về mặt quân sự, nếu ai kiểm soát được Trương Thiện, có thể khống chế một vùng rộng lớn và uy hiếp được đối phương. Hiệp định Paris mở ra thời cơ cách mạng mới cho miền Nam. Nhưng cũng từ đây, bắt đầu xuất hiện tư tưởng mơ hồ cho rằng có thể chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp hòa bình. Chủ trương này vừa không thực tế vì phía quân Việt Nam Cộng Hòa đang điều quân ồ ạt đánh chiếm vùng giải phóng của ta, vừa đi ngược với nguyện vọng của nhân dân và cán bộ chiến sĩ. Tình thế đó đã đặt người lãnh đạo trước sự lựa chọn sinh tử. Ở trên bắt buộc phải rút lui hai trung đoàn về phía sau, mà không thì bị kỷ luật. Nhưng mà khu ủy, quân khu quyết là chấp nhận kỷ luật, nhưng mà không chấp nhận mất đất. Trong hai cái này nó chọn lựa hết. Thì chúng tôi chọn lựa là không mất dân mất đất. Địch nó tập trung vào quân khu 9 như vậy là đặc biệt là Trương Thiện. Vì lực lượng của chúng ta là ở U Minh đi lên. Mà U Minh đi lên thì lại đầu tiên muốn vào Cần Thơ thì phải qua Trương Thiện, phải qua Vị Thanh. Trong hoàn cảnh Trung ương chưa có chỉ đạo cụ thể, phản ứng linh hoạt và chỉ đạo của khu 9 không giải quyết những mắc mớ về tư tưởng mà còn phát lộ thời cơ của cách mạng miền Nam. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Sài Gòn vẫn ngày ngày náo nhiệt. Ít ai biết rằng có một cuộc đấu tranh quân sự và đấu trí ngoại giao đầy cam go để thực thi Hiệp định Paris bắt đầu từ đây. Ngay trong căn cứ không quân Tân Sơn Nhất mà chính quyền Sài Gòn đã chọn là trại Davis để làm nơi ở và làm việc cho các ban liên hợp quân sự của chúng ta. Thì mục đích của chúng ở đấy là gì? Là nó để làm, nó làm giam lỏng chúng ta trong đó, nó gây khó khăn đấy, và nó gây cho chúng ta một cái ức chế trong cái quá trình làm việc. Và cái quan trọng nhất là nó rất sợ cái ảnh hưởng của đoàn ta đối với lại nhân dân Việt Nam. 3 giờ chiều ngày 2 tháng 2 năm 1973, bắt đầu phiên họp Liên hợp quân sự 4 bên của Trung ương, gồm Trung tướng Trần Văn Trà, Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Thiếu tướng Hút Vát và Trung tướng Ngô Du dẫn đầu đoàn Việt Nam Cộng hòa. Đây thực chất cũng là một cuộc đấu tranh ở cấp độ trưởng đoàn kéo dài qua 25 phiên họp. Bốn bên đã thống nhất thành lập các tiểu ban quân sự, trao trả thủ tục và triển khai thực hiện. Các bên cũng bàn đến giải pháp đảm bảo Hiệp định Paris được thi hành nghiêm chỉnh. Ông Trần Văn Trà, ông luôn luôn phát biểu với ông Trương Đoàn Mỹ hay là phát biểu chung với cả bốn bên, luôn luôn là bình tĩnh, rất lịch sự và rất chính xác. Sau khi Mỹ rút quân, chỉ còn hai bên là Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục đàm phán. Hoạt động đấu tranh của hai đoàn đại biểu quân sự của ta ở Trại David ấy, thì nó nói lên được cái là thực hiện được cái đường lối đấu tranh của ta quân sự kết hợp với ngoại giao. Ta dùng hình thức đó đạt được mục tiêu mà không tốn xương máu gì. Đây là những hình ảnh tại buổi làm lễ cuốn cờ của Bộ Chỉ huy Viện trợ Mỹ, mở đầu cho việc rút quân tại miền Nam Việt Nam. Sau 3 đợt trao trả, chiều ngày 29 tháng 3 năm 1973, 107 phi công cuối cùng đã rời Việt Nam để trở về đoàn tụ với gia đình. Cuộc trao trả tù binh, tù chính trị giữa ta và đối phương diễn ra trong tháng 2 và tháng 3 năm 1973, không chỉ ở Thạch Hãn mà còn được triển khai đồng loạt ở nhiều địa phương khác. Năm 1973 đã chứng kiến nhiều biến động lớn lao trong lịch sử cách mạng Việt Nam
trong đó Hiệp định Paris là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi hội nghị Paris là tinh thần quyết chiến quyết thắng, là ý chí cuột cường đấu tranh bền bỉ, bảo vệ cho chân lý, giành độc lập tự do của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là bằng chứng tất yếu của sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa mà dân tộc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ toàn thế giới.